Lê Vi Ký, chương 25 Năm Sa-bát, Chúa phán dạy môi xe trên núi Sinai Con nói với dân Israel và bảo rằng Khi các ngươi đã vào, đất ta sẽ ban cho các ngươi Chính đất đó cũng phải giữ năm Sa-bát cho Chúa Trong 6 năm, các ngươi sẽ cày cấy đồng ruộng Cũng trong 6 năm, các ngươi tỉa sửa vườn nho và thu hoạch hoa lợi Nhưng đến năm thứ 7, đất phải giữ một năm sa bát an nghỉ một sa bát cho chúa các ngươi không được cày cấy đồng ruộng cũng không tỉa sửa vườn nho cũng không được gặt hái hoa lợi tự mọc lên ngoài đồng ruộng hay hái trái nho nơi vườn không chăm sóc phải để cho đất một năm ăn nghỉ bất kỳ những thứ gì đất sinh sản trong năm sa bát sẽ dùng làm nương thực cho các ngươi tôi trai tớ gái người làm công và người tạm trú trong nhà các ngươi cũng như cho gia súc trong nhà và thu rừng trên đất ngươi bất kỳ thứ gì đất sinh sản cũng có thể được dùng làm lương thực năm hoan hỷ các ngươi hãy tính bảy thất niên tức là bảy lần bảy năm để có một thời kỳ bốn mươi chín năm vào ngày mùng mười tháng bảy tức là ngày lễ chuộc tội phải tôi kèn vang dội khắp trong nước phải biệt riêng năm thứ 50 làm năm thánh và công bố tự do khắp nơi cho mọi cư dân trong nước đó là năm hoan hỷ cho các ngươi vì mỗi người sẽ nhận lại tài sản của mình và được trở về với gia đình mình vì năm thứ 50 là năm hoan hỷ của các ngươi đừng gieo trồng cũng đừng gặt hái hoa lợi tự mọc trong đồng ruộng và đừng hái nho trên cây nho. Các ngươi không tỉa sửa. Đó là năm hoan hỷ và năm thánh cho các ngươi. Các ngươi chỉ ăn các thứ thổ sản trên đất. Trong năm hoan hỷ, người sẽ trở về làm chủ tài sản mình. Nếu các ngươi bán cho người đồng hương hay mua của họ, đừng lợi dụng lẫn nhau. Khi mua đất, các ngươi phải tính giá mua căn cứ trên số năm còn lại cho đến năm hoan hỷ. Người bán cũng tính theo số năm còn lại, sản xuất mùa màng. Nếu số năm còn nhiều, giá đất phải tăng, nhưng nếu số năm còn ít, giá đất phải giảm. Vì thực ra, đây là việc mua bán số mùa màng. Đừng lợi dụng nhau, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Phải làm theo các quy luật ta và tuân giữ các sắc lệnh ta thì các ngươi sẽ được sự sống an ninh trong xứ đất sẽ sinh sản hoa lợi các ngươi sẽ được ăn no nê và sống yên lành các ngươi có thể hỏi chúng tôi sẽ lấy gì ăn trong năm thứ bảy nếu không gieo trồng cũng không gặt hái hoa lợi ta sẽ ban phước cho các ngươi đến nỗi năm thứ sáu hoa mùa sẽ đủ cho các ngươi ăn trong ba năm khi gieo trồng vào năm thứ tám các ngươi sẽ ăn hoa lợi và cứ tiếp tục ăn cho đến thu hoạch mùa màng năm thứ 9 mua bán và chuộc lại tài sản đất không được bán đứt vĩnh viễn vì đất thuộc về ta còn các ngươi chỉ là người ngoại kiều và cư ngụ với ta quyền chuộc lại đất đai phải được áp dụng trên toàn thể đất đai ngươi sở hữu nếu một người đồng hương vì nghèo túng phải bán một phần tài sản mình người bà con gần nhất phải đến chuộc tài sản đó lại tuy nhiên nếu không ai chuộc tài sản giúp và người ấy về sau trở nên thịnh vượng có đủ phương tiện chuộc lại tài sản mình người ấy sẽ tính số năm kể từ lúc bán tài sản và trả cho người mua số tiền bằng trị giá những năm còn lại rồi nấy lại làm tài sản mình nhưng nếu người ấy không đủ khả năng để trả tiền lại cho người mua người mua sẽ tiếp tục giữ tài sản cho đến năm hoan hỷ là năm tài sản sẽ hoàn nguyên chủ và người ấy sẽ nhận lại tài sản mình. Nếu ai bán nhà trong một thành phố có tường bao quanh, người bán có quyền chuộc lại trong vòng một năm kể từ ngày bán. Trong năm này, người bán có quyền chuộc nhà mình lại. Nhưng nếu thời gian một năm đã qua mà người bán không chuộc lại, nhà đó là nhà nằm trong phố có tường bao quanh sẽ thuộc về người mua và con cháu người vĩnh viễn, chứ không được hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỷ. Nhưng nhà cửa ở làng không có tường bao quanh sẽ được coi như đất trống. Những nhà này có thể chuộc lại và hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỷ. Người Lê luôn luôn có quyền chuộc lại tài sản trong các thành lớn, dành riêng cho người Lê Vi là lãnh thổ họ có quyền sở hữu. Như vậy, tài sản trong bất cứ thành nào dành riêng cho người Lê Vi cũng có thể chuộc lại sau khi bán. Còn nếu không chuộc tài sản đó, cũng hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỷ. Vì các tài sản này nằm trong các thành đã được chia cho người Lê Vy làm sản nghiệp. Dư dân Israel không được phép bán đồng cỏ chăn nuôi thuộc phạm vi các thành này. Vì đó là sản nghiệp vĩnh viễn của người Lê Vi. Bổn phận đối với người nghèo nếu một người đồng hương vì quá nghèo mà không thể tự nuôi sống được, các ngươi phải giúp đỡ người ấy như giúp đỡ một ngoại kiều hay một người tạm trú để người ấy có thể tiếp tục sống với các ngươi, không được cho vay để lấy lãi, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để cho người đồng hương có thể sống với các ngươi, không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi hay bán thực phẩm cho người ấy để kiếm lợi. Ta là Chúa. Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập để ban cho các ngươi xứ Canaan và để làm Đức Chúa Trời các ngươi mua, bán và chuộc nô lệ. Nếu một người đồng hương vì nghèo quá phải bán mình cho các ngươi, các ngươi không được đối xử với người ấy như là một nô lệ, nhưng phải coi người ấy như một người làm mướn hay người tạm trú và người ấy sẽ làm việc cho các ngươi đến năm hoan hỷ. Lúc đó, người ấy sẽ được tự do cùng với con cái mình để trở về gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ tiên. Vì người Israel là tôi tớ của ta, đã được ta đem ra khỏi xứ Ai Cập, nên không thể bị bán làm lô lệ, không được hà khắc với anh chị em mình, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Các ngươi được phép mua lô lệ cả nam lẫn nữ từ các nước láng giềng cũng có thể mua một số người tạm trú hay người sinh đẻ trong các gia đình ngoại kiều sống trong xứ và họ sẽ thuộc về các ngươi các ngươi có thể để họ lại làm di sản cho con cái cũng như có thể giữ họ làm nô lệ suốt đời nhưng các ngươi không được đối đãi với anh chị em mình là người israel cách khắc nghiệt nếu một người ngoại kiều hay một người tạm trú sống với các ngươi trở nên giàu có và có một người Israel nghèo khổ nên bán mình cho ngoại kiều này hay một gia đình ngoại kiều người Israel này vẫn được giữ quyền chuộc lại sau khi đã bán mình và một trong các người bà con có thể chuộc lại người ấy chẳng hạn như chú bác anh chị em họ hay một người bà con máu mủ trong cùng gia tộc đều có thể chuộc người ấy lại hoặc nếu có khả năng, chính người ấy cũng có thể tự chuộc mình. Người ấy sẽ cùng với người chú đã mua mình chiết tính số năm còn lại, kể từ lúc người ấy bán mình cho đến năm hoan hỷ. Tiền chuộc sẽ bằng tiền công một người làm mướn trong những năm còn lại đó. Nếu còn lại nhiều năm, người ấy phải trả một món tiền chuộc. Nhưng nếu tính đến năm hoan hỉ và chỉ thấy còn lại ít năm, người ấy sẽ chiết tính số tiền chuộc cho tương xứng với số năm người ấy phải được đối đãi như là một người đi làm mướn từng năm một và chủ không được khắc nghiệt với người trước mặt ngươi dù người ấy không được chuộc lại bằng một trong những phương pháp vừa kể trên đến năm hoan hỷ người ấy và con cái người cũng phải được trả tự do vì người israel thuộc về ta là các tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ ai cập ta là chúa đức chúa trời các ngươi